Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự Thánh lễ vòng phục sinh tại nhà thờ Chánh tòa Chúa Kitô Vua, giáo phận Orange, miền Nam Cali. Và sau kinh vinh danh, Thầy Phó Tế Vĩnh Viễn Nguyễn Khiết đã công bố tin mừng phục sinh. Hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdalena, bà Maria mẹ ông Giacôbê và bà Salome mua thuốc thơm để đi xước xác Chúa Giê-xu. Và từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi mặt trời lóe mọc, các bà đến mộ, họ bảo nhau: ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ cho chúng ta? Khi đưa mắt nhìn, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra bên cạnh, mà tảng đá đó rất lớn. Các bà đi vào trong mộ, thấy một thanh niên ngồi bên phải, mặc áo dài trắng, nên các bà khiếp sợ. Nhưng người đó bảo các bà rằng: các bà đừng sợ, các bà đi tìm Chúa Giê-xu Nazareth chịu đóng đinh, nhưng người đã sống lại, không còn ở đây nữa. Đây là chỗ người ta đã đặt người. Các bà hãy đi nói với các môn đệ người, nhất là với Phê-rô rằng: người đến xứ Galilea trước các ông, ở đó các ông sẽ thấy người như người đã từng nói trước. Các bà chạy ra và trốn khỏi mộ, vì các bà run rẩy bàng hoàng. Các bà không nói gì với ai, vì các bà sợ hãi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kế đến là phần giảng thuyết về ý nghĩa phục sinh với linh mục Joseph Nguyễn Thái. Trong nghi thức đêm nay, gọi là đêm canh thức vượt qua, chúng ta thấy có bước theo có bốn cái nghi thức chính. Thứ nhất, thắp nến phục sinh. Nếu trong nhà thờ này hôm nay thật là tối, thì ánh sáng của Đức Giê-xu Kitô chiếu tỏa vào những nơi tăm tối nhất. Tăm tối biểu tượng của tội lỗi, của sự chết. Phần thứ hai, phục vụ lời Chúa, nói lên tình yêu của Chúa dành cho con người, sáng tạo nên con người và đã chọn dân Do Thái là dân riêng. Nhưng dân Do Thái đã phản nghịch lại cùng Thiên Chúa, và Thiên Chúa lại phải ra tay cứu độ dân Do Thái, đưa dân Do Thái ra khỏi Ai Cập. Và phần thứ ba sắp đến đây là phục vụ thánh tẩy, gọi là làm phép nước. Cộng đoàn đón nhận những anh chị em tân tầng, và tất cả chúng ta lập lại cam kết cái lời hứa với Chúa khi chúng ta lãnh bí tích thanh tẩy. Qua bí tích rửa tội, chúng ta được tẩy sạch khỏi tội lỗi. Thế nhưng chúng ta cũng được dìm mình vào trong cái chết của Đức Giê-xu Kitô để lãnh được sự sống đời đời. Chúng ta đều được tái sinh bởi tình yêu của Thiên Chúa. Và sau cùng, bàn tiệc thánh thể. Nơi bàn tiệc thánh thể, Chúa Giê-xu đã trao ban chính sự sống của mình để cho tất cả chúng ta được sống. Nơi bàn tiệc thánh thể, Chúa Giê-xu đang hiện diện, Ngài đang sống. Chúng ta đến với bàn tiệc thánh thể, chúng ta gặp Chúa Giê-xu là đấng yêu thương chúng ta, đã trao ban cho chúng ta trọn vẹn. Ý nghĩa của tam nhật vượt qua ba ngày, thứ năm tuần thánh, thứ sáu tuần thánh và hôm nay là thứ bảy tuần thánh, mời gọi chúng ta trong hai nghĩa chữ vượt qua. Chúa đã vượt qua cuộc thương khó để sống lại. Chúa cũng mời gọi chúng ta sống là chấp nhận vượt qua. Vượt qua mọi cám dỗ, vượt qua mọi đam mê thấp hèn, vượt qua mọi gian lao nguy hiểm, vượt qua mọi thử thách nghiệt ngã, vượt qua yếu đuối, tội lỗi của con người. Có một câu chuyện kể một người cha có hai đứa con trai. Hai đứa con trai này nó nghịch lắm, mà người cha cảnh báo nó mãi, nó không chịu nghe lời. Người cha đã làm một cái roi da treo trên tường và bảo bao lâu mà hai con vẫn không vâng lời ba
thì hai con sẽ bị hình phạt. Ba sẽ dùng cái roi này để đánh các con, mỗi đứa 10 roi. Thế nhưng hai đứa con vẫn cứ nghịch, vẫn cứ đùa, không vâng lời cha. Và người cha đến một giai đoạn phải nói: Bobby, Tony, đã nhiều lần ba cảnh cáo hai con mà hai con vẫn cãi lời ba. Hôm nay ba phải phạt hai con. Người cha dẫn hai đứa con vào trong phòng, rút cái roi ra trên tường, treo trên tường đưa ra, và nói với hai con: mỗi con phải chịu 10 roi. Xong rồi người cha quất một roi xuống đất. Hai đứa con nhìn xanh mặt, sợ quá, khóc. Thế nhưng người cha nói: cha biết chúng con sợ, thế nhưng hôm nay chính cha là người phải chịu thế cho chúng con. Ba sẽ chịu chúng con đánh cho ba, mỗi đứa phải quất ba 10 roi. Người cha cởi cái áo ra, đưa cái lưng trần ra cho hai con nó quất. Hai đứa đầu nó im lặng không dám làm, nhưng ba bảo con phải làm. Sau khi hứng chịu 20 ngọn roi, người cha cảm thấy ê ẩm mình mẩy. Ông ôm lấy hai đứa con vào lòng, và cả ba cha con đều khóc. Người cha mới nói: hai con của ba, ba chịu đòn thế cho hai con. Ba mong rằng từ nay hai con sẽ vâng lời ba, để không còn phải nhìn thấy cái cảnh tượng ba chịu đánh đòn này nữa. Ba thương hai con lắm. Kính thưa quý vị, có bao giờ quý vị nhìn lại cuộc đời của mình, bao nhiêu lần chúng ta đã phạm tội? Đáng lẽ mỗi người chúng ta phải chịu hình phạt, thế mà Chúa Giêsu đã gánh thay cho chúng ta. Ngài tình nguyện hứng chịu cuộc thương khó vì tội lỗi của chúng ta, mà Chúa Giêsu Kitô phải vượt qua cuộc thương khó để cứu chuộc loài người khỏi tội lỗi, khỏi sự chết đời đời. Chúa đã yêu chúng ta đến tột cùng. Qua cái chết của Ngài, Ngài đã diễn tả một tình yêu cho đến tận cùng. Ngài đã trao ban cho chúng ta tất cả. Thật vậy, cuộc đời của một người Kitô hữu là một cuộc hành trình đức tin. Chúng ta đi tìm Chúa, chúng ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa của mọi biến cố trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta có lòng yêu mến Chúa, gắn bó mật thiết với Chúa, nghĩa là chúng ta làm cho tâm hồn mình tiến bước trên con đường tình yêu của Chúa. Quý vị tân tòng, quý vị theo đạo và sống đạo không phải là chỉ tuân theo những nghi lễ hay giữ một vài cái luật lệ gì đó. Không, nghi lễ và luật lệ đi riết nó chán lắm, nó boring lắm. Nghi lễ và luật lệ không cứu độ chúng ta. Quý vị theo Chúa Giêsu và sống mối tình thân mật với Chúa, chỉ có Chúa Giêsu mới cứu độ chúng ta mà thôi. Hôm nay Chúa đã sống lại, chúng ta hát lên Alleluia. Chúa sống trong lời của Kinh Thánh được công bố, Chúa sống trong tiệc thánh thể. Mỗi lần đến tham dự thánh lễ là chúng ta đến gặp gỡ Đức Kitô, đấng đang hiện diện, đấng đã sống lại, đang sống trong bàn tiệc thánh thể, đấng đang sống trong lòng chúng ta, đấng đang sống trong trái tim chúng ta, đấng đang sống trong cuộc đời chúng ta. Và kể từ nay, quý vị được mời gọi
sống trên con đường tình yêu của Chúa. Trong niềm vui mừng Chúa sống lại, tôi xin chúc mừng niềm vui với tất cả mọi người, nhất là với quý vị tân tầm. Xin cho ngọn nến phục sinh này cháy sáng mãi trong cuộc đời của quý anh chị, và ước gì niềm vui, bình an và tình yêu của Đức Giêsu Kitô phục sinh ở mãi với tất cả mọi người chúng ta. Happy Easter. Kính thưa quý khán thính giả, thánh lễ vòng phục sinh tại nhà thờ Chúa Kitô Vua của Cộng đoàn Tam Biên, sau những bài đọc thánh thư và lời thuyết giảng của linh mục Joseph Nguyễn Thái, thánh lễ đã được tiếp tục với phần làm phép nước, phần làm lễ rửa tội cho những người gia nhập đạo, phần phụng vụ thánh thể, và sau cùng mọi người đã nhận phép lành từ linh mục chủ tế để kết thúc thánh lễ vào buổi tối cùng ngày trong niềm vui Chúa đã phục sinh. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.